chào các bạn, chào mừng các bạn đến với đồ chơi di động.com. Và trong video clip hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sợi tai nghe mới, một tai nghe đến từ Xiaomi. Đây là cái dòng tai nghe Paperpack căn bản của Xiaomi chuyên dùng cho smartphone. Nó có thể tương thích với các hệ điều hành như là iOS và Android. Đây là hai hệ điều hành phổ biến hiện nay. Đây là sợi tai nghe có cái phần housing được thiết kế bằng nhựa như thế này. Bây giờ mình sẽ zoom gần cho các bạn xem. Đây là cái hình ảnh chi tiết của nó. Nó là dạng tai nghe in-ear, thì các bạn thấy là nó vì nhét sát vô tai mình, do đó nó có khả năng chống ồn cũng tương đối là tốt. Và nó có thêm hai cái cặp tiếp mà nhà sản xuất tặng kèm đây nữa, là hai cặp kia. Cặp tiếp này nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi nếu mà cái nó không phù hợp với cái mặc định, cái phần tiếp mặc định của cái tai phone nó đi sẵn trong này. Chúng ta sẽ thể dùng cái cặp tiếp khác để cho nó phù hợp với cái tai của chúng ta, ôm chặt tai chúng ta hơn. Và trên phần dây này thì các bạn thấy là nó có một cái bộ phận nữa là gồm 3 nút bấm, tức là nút chính giữa này và hai cái nút hai đầu này chúng ta có thể bấm được như thế này. Và bên này nó có một cái mic nữa dùng để thu âm, tức là chúng ta có thể nghe gọi trực tiếp bằng cái sợi tai nghe này luôn. Bây giờ mình sẽ gắn vào thử cái máy cho các bạn thử cái chức năng của nó. Như các bạn thấy là nó có thể tạm ngưng, nút giữa thì trong chương trình phát nhạc của nó thì tạm ngưng hoặc là nó hát tiếp. Và hai cái nút này thì có tác dụng như là nút tăng giảm âm lượng. Tuy nhiên thì tùy theo cái phần mềm nghe nhạc mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể cấu hình những cái nút này có những cái chức năng khác do cái phần mềm nó quyết định nữa. Đây là cái phần jack cắm 3.5, ở phía dưới đây là cái jack thông dụng. Chúng ta có thể dùng với hầu hết các loại điện thoại khác nhau. Cái chất âm của nó thì nó cũng thuộc dạng là tương đối khá, không giống như những cái tai nghe Trung Quốc trôi nổi thì nó có cái âm rất là khó nghe chói tai, còn đây là âm cũng tương đối là có độ ấm tốt. Tuy nhiên tiếng bass cũng chưa phải thực sự là chắc, tại vì nó sẽ dành cho những cái phần cao cấp đó, nó dành cho những cái dòng tai nghe cao hơn như Beats 3 chẳng hạn, thì cái phần bass nó hơi chắc hơn chút. Tuy nhiên thì đây cái lượng bass nó cũng vừa đủ thì chúng ta phù hợp nghe với những thể loại như hòa tấu hoặc là những thể loại nhạc mộc acoustic trung ương thì nó rất là hay. Các bạn thân mến, cái phần giới thiệu tai nghe Paperpack của Xiaomi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của đồ chơi di động.com.